Hello bán Sa xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại với cái bản tin của ngày hôm nay ngày 5 tháng 10 Ngày 5 tháng 12 thì hôm nay cái thông tin về tiền điện tử Nó đang lan tràn rất là nhiều Và bán Sa chia sẻ cho quý vị một số cái thông tin để quý vị tham khảo à, Hiện tại thì Shiba New vẫn là Mặc dù xuống nhưng vẫn so với những cái mã khác thì vẫn là ít hơn Ví dụ như so với khỏi đang khoi thì cũng vẫn không thể lên được và cái tình hình tiền điện tử trong cái giai đoạn này thì nó sẽ gặp rất nhiều biến cố chúng ta cần phải có cái chuẩn bị cái tinh thần nếu mà quý vị xác định là hâu thì phải xác định uh, cần thời gian quý vị nha tại vì trong cái thời kỳ này có rất nhiều những cái uh, thông tin không có hút cho tiền điện tử ví dụ như ông Warren Buffett ông ấy đã nói trong một cái bài phỏng vấn của ngày hôm kia rằng theo như cái quan điểm của ông ấy ông ấy là một cái người tiên đoán về cổ phiếu và cũng rất thành công trong thị trường cổ phiếu Mỹ thì ông cho rằng tiền điện tử sẽ gặp phải những cái trắc trở và sẽ đi đến cái rất là tồi tệ trong cái thời kỳ hiện nay. Đó là cái lời phát biểu của ông ta. Hơn thế nữa thì bên Trung Quốc họ cũng đưa ra những cái cấm riêng ở Ấn Độ thì nó chỉ là giới hạn và ở Mỹ cũng đã chính thức đưa ra những cái con số Về cái vấn đề Ở Mỹ chiếm 1,4,1% trên thế giới Đây là cái biểu đồ những cái nước mà có những cái tỷ lệ phần trăm Đó thì quý vị nhìn nha à, Thì trong cái vấn đề này Trung Quốc đang Trung Quốc là cái đất nước mà người ta đã cấm cho nên là nó rất là ít Nó không có tồn tại ở Trung Quốc mấy Chủ yếu các cái nước khác thôi Mỹ thì rất là nhiều Tại vì Trung Quốc họ đã cấm từ cách đây rất lâu rồi Và hôm nay thì có một cái thông tin mà bán xà vẫn chưa tìm ra Nó toàn là tin cũ thôi Thì cái người này họ thông tin rằng Ngày 1 tháng 1 năm 2022 Bất kể ai mà nắm giữ tiền điện, điện tử ở Trung Quốc Thì sẽ bị đi vào nhà tù Cái thông tin này Thì nó xảy ra từ hồi tháng cái mấy Cách đây mấy tháng Nó đưa ra cái thông tin Ben đó cấm nó thì thị trường tiền điện tử Bitcoin nó tụt xuống 29.000 nó thì từ cái đợt đấy đến giờ thì bạn xem. Thấy là nó vẫn cứ đưa ra cái thông tin như vậy thôi. Và riêng tiền điện tử ở Trung Quốc là nó bị nạt làm rất là chặt chẽ từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Cho nên là để nói là cái thông tin của thị trường Trung Quốc nó ảnh hưởng tới tiền điện tử thì không phải chỉ bây giờ quý vị nha, nó đã xảy ra từ cái đợt mà Bitcoin xuống 29 rồi. Nhưng mà một mình Trung Quốc thì sẽ không thể làm đến cái vấn đề gì khi cả thế giới họ vẫn cứ bình thường đó mặc dù là bây giờ mỹ cũng đi ra những cái siết chặt hơn nhưng mà họ vẫn có những cái luật và vẫn chỉ gọi là uh, trong cái mùa dịch thôi còn có thể là sau này hết dịch thì nó sẽ quay trở lại một cái ngưỡng bình thường một cái tin không vui nữa dành cho bên uh, uh, những ai mà đang hâu tiền điện tử nhất là những người mà từ cái Bismarck ít trên cái Bitmark này ngày xưa nó đã gặp nhiều sự cố lắm rồi và giả đã nói với rất nhiều người là đừng có dùng Bismarck tại vì Bismarck là bán giả biết từ lâu rồi từ cái ngày bắt đầu mở là đã gặp rất nhiều trục trặc và hacker nó rất là dễ hôm nay thì nó đã hack lên tới 200 triệu đô la 200 triệu đô la nó nhiều lắm quý vị trong đó Vanessa nhìn thấy Floki rất là nhiều, Saitama nữa và Shiba Inu. Thì sáng nay có bạn comment thì mình vừa mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở nhìn không có rõ Bây giờ vào bạn đọc từ đầu Thì thấy nó biểu hiện những cái con số Trong đó bao gồm có Shiba Inu, này, Binance, Baby Dog Baby Dog cũng rất nhiều luôn Saitama cũng rất nhiều Và Floki cũng rất nhiều Dollar Ma cũng nhiều Crypto nữa này, Dark Coin này Akita Inu này và ma, ma, mana mana là cái mã đang bay trong đó thì Shiba Inu nó đã hack và lấy đi 893 tỷ 755 triệu 205 648 Shiba Coins lên tới 32 tỷ đô la à 32 triệu đô la và Saitama thì 28 triệu đô la cũng khá là nhiều Nhưng mà Siba vẫn nhiều hơn lên thì 6,8 triệu đô la Có nghĩa là Siba bị nhiều Gần như nhiều nhất luôn đó quý vị Thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nha Nên là thị trường mấy hôm nay Nó sẽ như vậy đó quý vị Cứ cập nhật tin tức để mà Biết cái tình hình Chứ đừng quá ờ, Mình thấy nó như vậy rồi Mình sợ Có nghĩa là nó sẽ có rất nhiều Những cái tin không có good Trong mấy ngày hôm nay và trên thế giới thì con biến thể Nó đang lan rất là rộng Và họ vẫn chưa đưa ra đúc kết ra cái kết luận cuối cùng Là nó có thực sự nguy hiểm Hay là không Cho nên là rất là Rất là khó khăn trong cái giai đoạn này quý vị nha Mọi người phải bình tĩnh Nóng vội đó, ví dụ trong thế của anh hòa rất là nóng vội ôm hàng tỷ tiền à, ôm hàng tỷ shiba inu nhưng mà nóng vội lắm lúc nào cũng chỉ muốn nó lên luôn thôi không có cái kiên trì rồi bán lỗ hết đi anh hòa là bán xả rõ nhất này tại vì quen anh ấy nói chuyện với anh ấy từ rất lâu rồi là cái khán giả cũng quen thuộc của kênh từ thời, thời xưa rồi quý vị từ ngày bắt đầu làm youtube luôn lắm thành ra là rất mong mọi người có cái sự bình tĩnh thì mới sáng suốt được Ờ, cái mã cổ phiếu của Trump thì hôm trước uh, có cái hội nhóm hỏi đưa ra cái thông tin sẽ đầu tư vốn 1 tỷ đó Thành ra là cái cổ phiếu của ông có khả năng nó sẽ tăng cao Ngày mai cổ phiếu bắt đầu vào chơi rồi Thì tối nay bán sao có thời gian sẽ cập nhật cái tình hình cổ phiếu cho quý vị vào buổi tối nay nha Ở Mỹ thì hiện tại là uh, rất nhiều những cái vụ trộm cướp Thành ra là nó cũng ảnh hưởng Tới thị trường tiền điện tử về cái vấn đề an ninh của Mỹ Và biến thể thì đã thêm Ở Cali thì thêm mấy ca liền ngày hôm nay ở Trong cái vụ người ta đi du lịch ở Wisconsin về đó Rồi tổng cộng lên thêm bao nhiêu tiểu bang của Mỹ nữa Thì họ coi như là Bây giờ phải chờ xem cái thông tin họ đưa ra ra sao thôi Thì bán giả sẽ tiếp tục chia sẻ những cái thông tin cho quý vị Ở bên... Um, mấy cái tiểu bang mà vừa mới xuất hiện thêm những cái biến thể đó thì họ mới thống kê là nó đã ở ca cộng đồng rồi quý vị nha có nghĩa là nó không có rõ nguồn gốc cho nên là bây giờ những người mà bây giờ chúng ta đi ra ngoài chúng ta cũng phải cần cẩn thận hơn và nó cũng chính là những cái điều nó cảnh báo cho nước Mỹ và nó làm cho mọi người lo sợ ở Hôm qua bán xà đi mò thì đông như khuôn nguyên luôn quý vị ở Mỹ người Việt mình người châu Á sợ thôi chứ người Mỹ họ không có sợ đâu mình còn nhìn thấy mấy cái người mà Mỹ trắng đó, họ không có đeo khẩu trang luôn giữa một gọi là một một rừng người hôm qua đi 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 mò đó quý vị ơi kiểu là sắp đến lễ Noel đó họ đi đông lắm trời ơi đông như kiểu chợ Tết ở Việt Nam chen nhau cọ mông nhau luôn mà không đeo khẩu trang dã man chưa đó cho nên là chiều hôm qua vẫn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thông tin chưa chia sẻ được cho quý vị đó thì cũng chỉ là những cái thông tin về ông Warren Buffett thông báo để làm mọi người run sợ ông ta cũng chính là một trong những cái cá mập ông ta thông báo là như vậy cũng có thể để là đánh lạc hướng và khi mà mọi người rút hết tiền ra rồi thì bọn nó mới bơm cá mập, cá voi nó mới bơm lên để nó chiến đó quý vị. Thành ra là rất là mệt mỏi với những cái kiểu ở Mỹ có cái nguyên nhân mà làm cho tiền điện tử lao dốc cũng chính là nguyên nhân tung tin từ cá mập cá voi. Cho nên là ai mà tiền rảnh rỗi thì quý vị không sợ chứ những người mà tiền liên quan tới mọi người nó chỉ có thời hạn thôi thì mọi người vẫn sợ rất là hiểu, rất là lo sợ. Đó. Rồi hy vọng những cái tin tức này của Vé Xà để cho quý vị cập nhật hàng ngày. Hẹn gặp lại quý vị trong cái buổi bản tin tổng quát vào buổi chiều này. <laughs>